Thank you.
见了我也比咱累了哎呀没拿来他让人家去找去我这样说的快呀那有装没带的吗是给妹养的是给妹养的要我们就搬到毛山去了你装的对吧那个当过妹养妹都不好的你搬过不好的不搬过不好的你搬过不好的Thank you.
lớp đi chỗ con nhưng nó sai xui sai xui dạo cái bay khi lên lớp chỗ cho nó qua đây căn bàn chỗ con nhưng lại đi được trên đấy thì anh em mình có chuẩn bị làm cơm nhé, để tối mời anh em với lại mời thầy bữa cơm. Nói chung là cỗ thì cũng gần như chuẩn bị xong hết rồi, rồi còn có thịt nướng. Mấy ông anh mình đang làm thịt chả xiên đây. Hôm nay làm chả xiên.
Còn cái gia vị ướp thì vẫn là gia vị truyền thống của người dân tộc mình nhá. Hôm nay thì cỗ này mình không làm mấy thịt nướng tảng nữa. Đây. Làm chả xiên nó nhanh nhỉ. Thang quá rồi nè. Thang quá. Thang quá à? Cao quá nhỉ. Cao quá. Thang quá. Cao quá. Từ từ anh cầm. Cho hai cây kìa được rồi. Công ty lại mất công lại mua thêm than. Tự dưng mê cỗ có thịt lợn thành cỗ sang. Điêu nhỉ. Tiếp mày. Hôm nay là thịt lợn quá sang luôn. Nhà mình năm nay gọi là ăn không biết sớm. Là thịt lợn giờ lợn chỗ các bạn thì đã xuống giá chưa, nhưng mà thịt lợn trên mình thì vẫn còn giá vẫn còn chát lắm. Cuốn thịt đây, hôm nọ mình bảo bạn đấy, người dân tộc mình những cái cỗ bình thường này hay có món bắp cải cuốn thịt lắm nhé. Leo mà. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đưa đây mâm cơm anh em mình nhá, hôm nay nhá, đây luôn. Rồi rồi bán cơm cho. Ôi, hôm nay tất niên nhà mình này. Đúng rồi. Không có tiết canh sáng nay mình mổ để ăn mất rồi. Tiết canh thì sáng nay ăn rồi. Được ăn rồi. 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 Rồi